Rồi cái ví dụ thứ hai mình sẽ đi qua một cái đối tượng điều khiển khác, và đối tượng này là một trong những cũng là một trong những cái đối tượng kinh điển luôn nha, là nó gọi một cái hệ thống này là Mass Spring và Damper, là vật nặng, một vật nặng có khối lượng là M treo vô bởi một cái lò xo spring, có lại độ cứng là K. Ok, bên cạnh đó nó có một cái damper, một cái giảm chấn là số giảm chấn là B. À, vậy bây giờ chúng ta cầm, chúng ta kéo cái lực này ra ngoài, được lực là FT, thì cái này nó sẽ dịch chuyển một cái quãng đường là XT, một cái vận tốc là VT, và một cái gia tốc là AT như thế này. Ok không? À, rồi. Tụi em thấy này quen không? Cái này là cái gì? Cái này chính là mô hình của cái suspension. Suspension là cái phuộc, cái giảm chấn. À xin lỗi, cái hệ thống treo của tụi em, đúng không? Ờ đúng rồi, hệ thống treo của em á, hoặc là cái phuộc của mình á, xe máy nè, em có cái spring và cái damper nó nằm bên trong, nhớ không? Nè, như vậy cái bài toán là bây giờ thầy muốn thử nghiệm, thầy muốn thử nghiệm là điều gì xảy ra nếu như thầy tác động một cái lực vào cái hệ thống này thì nó dao động như thế nào. À, giả sử cái bài toán là bây giờ thầy làm ra một cái hệ thống treo cho xe máy mà nó đi cái đường ở Việt Nam á, thì thầy phải chọn cái độ cứng là bao nhiêu, cái đường giả sử như đường thôi, đường ở Việt Nam là đường nhựa đi, thì độ cứng là bao nhiêu, và đường hơi bấp mô một tí độ cứng là bao nhiêu cho nó phù hợp bây giờ để đi nội thành nội đô. À, và sau đó em làm bài toán là tôi phải làm thế nào ra một cái hệ thống treo để cho tôi đi mấy cái xe mà tôi hay đi phượt thì sao. À, okay, với đặc tính nó khác nhau đúng không, em chọn B và chọn K khác nhau. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi phân tích cái đối tượng này. Điều gì xảy ra nếu như tôi bỏ luôn cái B đi chẳng hạn, em này bỏ luôn cái B đi, xe của mình khỏi cần cái giảm chấn, điều gì xảy ra? Các bạn đều có những cái câu trả lời ở trong đầu rồi, tuy nhiên thì muốn ngày hôm nay các bạn phải simulation được nó, liệu rằng cái kết quả của cái đối tượng mình làm ra đó, nó có giống như những gì mình suy nghĩ không. À, ok, vậy thì chúng ta làm bài toán này. À, tuy nhiên nếu mà em phân tích kỹ trên hệ thống treo và trên ô tô đó, nó còn một cái nữa em, nó còn một cái nữa, nó không phải là một cái một cặp này đâu, mà dưới này nó còn một cặp nữa này. Nếu thầy nhớ không nhầm là nó còn một cái kết nối vậy hả? À, đúng rồi. Đây mới là mặt đường của em nè, K1 nè, B1 nè, K2 nè, B2 nè, cái này mới là cái chassis xe của em nè, M nè. Thầy đố mấy đứa tiếp theo, cái này là gì vậy? Nếu như thằng này là cái phuộc về rồi thì thằng này là cái gì? Tại sao mà một số bạn làm hệ thống treo á, hoặc là em đã học rồi các thầy sau này sẽ dạy các em đó, các môn khác á, môn về chassis á, dao động á, cái bánh xe hoặc là cái lốp xe nha, cái bánh xe đó chính xác là như vậy nha. Cái bánh xe á nó có hai phần, phần thứ nhất á là cái vỏ cao su của mình á, nó cũng tương tự giống như cái lò xo vậy, nó tương tự như cái lò xo vậy, tuy nhiên cái phần không khí bên trong nữa em, không khí bên trong nữa, nó giống như cái damper vậy. À, vì vậy thì thường người ta mô hình cái hệ thống treo, người ta thêm cái phần này là phần bánh xe vô là như vậy nha. Và sau này tụi em, thầy nhớ không nhầm, tụi em sẽ được học ở trong các môn chuyên ngành nha, chuyên ngành khác rồi. Ok, và đầu này á thì các nhóm làm về suspension thì chú ý tìm thầy. Ok, vậy thì thầy gợi ý tiếp theo để cho tụi em làm nha, tụi em tách thằng này ra,
tách ra một cái mà nó gọi là free body diagram á, một cái sơ đồ tự do á, thì bạn đặt khối lượng M này, kéo lực F cái này. Đó. Thì cái lực đầu tiên á là cái lực lò xo, cái lực đàn hồi á, thì nó ngược chiều, em kéo nó ra đúng không, thì cái lực ngược chiều lại, thì cái lực này á có độ lớn là trừ K nhân với XT. Ok, ông kéo ra càng xa thì lực càng lớn, lực đàn hồi càng lớn, lực đàn hồi tỷ lệ thuận với cái thằng độ biến dạng của cái lò xo, độ di chuyển đúng không, di chuyển. Cái thằng tiếp theo á là cái thằng damper này nè, cái lực giảm chấn của nó mình đơn giản hóa nó lại, nó bằng B nhân với VT. Ok, lực giảm chấn. Đó. Như vậy là em có ba này rồi, em hãy follow cái process mà thầy đã dạy em, em đi kiếm cho thầy hai cái hàm truyền đại diện cho hệ thống. Thứ nhất, cái hệ đó đầu vào một cái hàm truyền tên là GS đi, đầu vào bây giờ là lực, đầu ra là dịch chuyển, có nghĩa rằng là thầy muốn coi coi cái thằng này nè, cái thằng hệ của thầy nè, sau này thầy sẽ simulation của bài toán này, thằng hệ của thầy thế này, x đánh theo tường, đánh tường hả, thầy cầm một, thầy kéo được một cái lực FT, trục này là trục thời gian, thì á thầy muốn coi cái đồ di chuyển để làm gì, à cái lò xo này nếu kéo ra bên này á thì nó sẽ chạy qua bên này, sau đó mình thầy thả tay ra thì chắc chắn nó sẽ sao, chạy về cái vị trí ban đầu của nó. Đó, đang có lực quán tính như thế này, đấy, nó chạy vào lúc nào ta. Ok, tương tự như vậy á, thầy vừa muốn coi x và thầy vừa muốn coi v luôn, vận tốc của nó luôn, hoặc là thậm chí là gia tốc luôn, coi nó gia tốc như thế nào. Đó. Vậy thì em đi kiếm cho thầy cái hàm truyền đầu tiên, nó đại diện là giữa hàng này. Cái hàm truyền thứ hai là G1 nhé, G2 đại diện là đầu vào vẫn là lực và đầu ra là VT, vận tốc, vận tốc. Ok, vậy thì cái độ thị vận tốc nó sẽ là như thế nào, và em sẽ đoán ra rằng là khi nó đạt tới cái đỉnh cái vị trí này nè thì cái V nó bằng không. Điều đó có đúng không, điều có đúng giống những gì em đã suy nghĩ không? Nếu chúng ta cho một cái lực vào thì ngay từ thời điểm đó nó bằng không, có đúng không đó. Thì các bạn sẽ phải simulation được không? Ok, rồi thầy cho các bạn 30 phút để làm bài này. Ok.